Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay đã có hai cơn bão và một áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cũng không gây thiệt hại quá nhiều cho nước ta. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về hiện tượng Enso, thời Enso ở trạng thái trung tính. Từ nay đến cuối năm 2021 với xác suất khoảng 75-80%, sau đó giảm xuống khoảng 50% và tiếp tục duy trì đến đầu năm 2022. Về bão và áp thấp nhiệt đới thì từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 9-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng từ 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác như dông xét, lốc trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, cùng với đó do tác động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông từ nay đến tháng 9, gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Mưa lớn xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và tháng 11 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS cho biết, hiện nay trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện thêm một vùng áp thấp nằm ở phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, mạnh lên với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ vĩ Bắc, 108,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới này, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng, lưu ý. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5-2,5 m, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên ngày và đêm nay ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động. Trở lại trong đất liền, hiện nay rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc đang hạ trục dần xuống phía nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh dần lên, nên trong hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 50-80 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Lưu xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 30 mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong hôm nay và ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30-60 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại khu vực Hà Nội trong hôm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết
cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.